Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Phân tích Game Sách 2 đây. Như đã hứa, khi kênh mình được 25.000 đăng ký, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy 15 màn chơi mod và 45 màn chơi event xịn sò. Tổng cộng các bạn sẽ có 60 màn chơi má. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian qua. Và như mình đã nói, khi các bạn đăng ký kênh mà mình không trả lời, không tri ân, các bạn đừng giận mình. Hãy tiếp tục đăng ký kênh, hãy tiếp tục ủng hộ mình, giúp mình có nhiều động lực hơn nữa, ra nhiều video hấp dẫn hơn nữa, tại kênh Phân tích Game Sách 2. Rồi bây giờ các bạn nhìn theo hướng dẫn của mình nhé. Bước 1, các bạn hãy nhấn vào cái video này đây. Đó, video sắp diễn ra đó, video này cho mình. Sau đó các bạn hãy nhấn vào cái mũi tên này đây. Đó, mũi tên. Sau đó các bạn thấy có một cái chữ là link tải 15 màn chơi mod và 45 màn chơi, các bạn nhấn vô cho mình, nhấn vô. Ở đây nó sẽ dẫn các bạn đến video này. Đang chơi xong văn game thật khó hiểu đó. Ở đây các bạn sẽ có. Đó, các bạn kéo xuống từ từ đó. Mới vô các bạn kéo xuống, các bạn thấy có hai cái link. Một là link 15 màn chơi mod, các bạn hãy bấm vô cho mình. Sau đó các bạn download về cho mình nhé. Thì ở đây á, mình không có tải về làm gì, tại vì mình đã chơi hết mọi thứ rồi. Nếu như mình tải về mình chơi nữa thì nó cũng phí, nên thôi ở đây mình sẽ không tải về. Các bạn chịu khó đào về nhé. Đây cái mũi tên đào về đây. Đó, các bạn chịu khó tải về cho mình. Sau khi các bạn tải xong, các bạn tiếp tục nhấn vào cái link cho mình, link 45 màn chơi, nhấn vô. Ở đây thì các bạn sẽ có 3 file. Các bạn hãy tải file này về cho mình, like APK. Ở đây thì nó mới cập nhật thêm một cái file APK, nên các bạn bắt buộc phải tải APK cho mình. Đó, các bạn tải cái này cho mình. Đó. Sau đó các bạn hãy download xuống cho mình nhé. Download xuống cho mình. Ở đây thì mình cũng đã có tải rồi, mà tải bên máy bạn của mình. Do máy mình bộ nhớ không có nhiều, cộng với việc nó cũng không có cho phép nữa. Thì máy bạn nào có bộ nhớ cao thì các bạn hãy tải về nhé. Rồi. Sau khi các bạn tải xong, các bạn lại tiếp tục tải cái file này về cho mình. Sau, file main 639 là UBB đó, các bạn bấm vô. Các bạn lại tiếp tục đào xuống cho mình. Ở đây các bạn sẽ thấy có một cái chữ là vẫn tải xuống, bấm vô cho mình luôn, không có gì đâu. Sau khi các bạn tải xong, các bạn hãy vô ES cho mình. Đây, ES. Ở đây thì mình không có tải về để mà chơi, và cũng không có tải về để hướng dẫn cụ thể, nên các bạn chịu khó nghe kỹ nhé. Nghe kỹ để có thể làm thành công, nghe kỹ để có thể làm một cách suôn sẻ. Và nếu bạn nào thí dụ như có thất bại, các bạn cũng đừng có giận mình, đừng quên đăng ký kênh, hãy tiếp tục ủng hộ mình, giúp mình ra nhiều video hơn nữa nhé. Rồi mình xin nói thêm là những cái bạn nào mới đăng ký kênh của mình mà mình không trả lời, không tri ân, các bạn đừng giận mình, hãy tiếp tục đăng ký kênh, hãy tiếp tục ủng hộ mình, giúp mình sớm đạt được những cột mốc quan trọng khác, và đặc biệt là ra nhiều video cực kỳ hấp dẫn hơn nữa. Rồi các bạn nghe kỹ nhé. Các bạn hãy nhấn Install Storage, nhấn vô. Các bạn chọn mục Download. Ở đây thì mình không có tải về, nên các bạn nghe cho kỹ. Hồi nãy sau khi các bạn tải cái file Line 9.4 thì các bạn hãy cài đặt cho mình. Sau đó các bạn hãy mở. Sau đó hãy để cho nó nhấp nháy khoảng 15 giây, rồi các bạn out ra, quất nó đi luôn. Rồi sau đó các bạn hãy chép cái file main OBB mà các bạn mới tải về đó, là 639 main đó. Các bạn nhấn nhấn giữ nó. Thí dụ như đây là cái file nha, cái này mình giả sử đây nha, cái này mình giả sử, nên các bạn nhớ nghe cho kỹ đó. Các bạn nhấn vậy nè, đó đó, các bạn nhấn chép vào, rồi theo đường dẫn là android obb, rồi tiếp nữa là chrome.ea/game/bvsh2 li nhá, li chứ không phải gao, li. Sau đó các bạn tiếp tục bấm vào đó và ok. Sau đó các bạn hãy tắt mạng vào game. Lưu ý, bản này chỉ dành cho những người cài cốt chứ không phải là để mod. Bạn nào mod mà dán game là các bạn chịu à, mình không có chịu trách nhiệm à. Rồi, sau khi các bạn đã thành công, các bạn hãy chơi hết cái map Ai Cập cho mình. Chơi hết cái map Ai Cập luôn. Rồi sau đó các bạn hãy mod. Khi các bạn mod lên, các bạn sẽ thấy có một điều đặc biệt. Đó là các bạn sẽ có 45 màn chơi event xịn sò. Sau khi xong rồi, các bạn hãy tiếp tục vào cái file thứ hai mà các bạn mới tải về đó. Cái file đầu tiên mà link 15 màn chơi mod đó. Ở đây á, thì các bạn sẽ không chép vào like, mà các bạn sẽ chép vào BV sách 2 gầu.
Ở đây các bạn sẽ giải nén cái tập tin nhé. Thì ở đây không có mật khẩu nên các bạn chịu khó giải nén. Sau đó các bạn hãy nhấn vào cái file mới vừa giải nén xong. Các bạn chọn hết file cho mình. Các bạn nghe kỹ nhé. Chọn hết file cho mình, 15 file chọn hết luôn. Rồi sau đó các bạn hãy nhấn chép vào. Theo đường nhấn là Android Data Com.egmbvsh2go File No Backup CDN 9.4 và Level. Sau đó các bạn OK. Sau khi các bạn chép xong, các bạn hãy tắt mạng vào game cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ mod vào mode đây 15 màn chơi. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh phân tích game BVZ2 nhé. Giúp mình có nhiều động lực hơn nữa. Cái nhiều video nhỏ từ kênh BVZ2, cái kênh phân tích game BVZ2. Rồi, thí dụ như bạn nào mà có thất bại á, các bạn đừng nhận mình, đừng quỷ đăng ký kênh, hãy tiếp tục ủng hộ mình. Đó, bây giờ mình sẽ thoát ra cho các bạn xem luôn nè. Thì nếu như bạn nào có thất bại á, các bạn hãy bình luận cho mình biết. Giả sử như các bạn nghe hướng dẫn làm y như mình nhưng các bạn lại thất bại thì các bạn đừng giận mình. Các bạn hãy comment cho mình biết, comment ngay chỗ video này luôn để mình có thể xem và giúp các bạn khắc phục cái lỗi đó. Còn nếu không thì các bạn cũng có thể comment ở một cái video khác rồi mình cũng có thể trả lời các bạn. Hoặc là các bạn hãy thử lại xem có sai sót chỗ nào không, xem kỹ video lại. Nếu vẫn sai thì các bạn hãy comment cho mình biết, chứ đừng giận mình khi thất bại nhé. Có thất bại thì hãy comment cho mình biết, đừng giận mình, đừng quên đăng ký kênh. Rồi sau khi các bạn đã xong xuôi hết rồi thì rồi khi mình không trả lời, có nghĩa là khi các bạn đăng ký kênh của mình mà mình không trả lời, không chia ăn các bạn đừng giận mình, hãy tiếp tục đăng ký kênh, hãy tiếp tục ủng hộ mình, giúp mình sớm đạt được những cột mốc quan trọng khác và đặc biệt là ra nhiều video hay hơn nữa. Và đặc biệt hơn nữa là các bạn nhớ, khi các bạn coi video của mình hướng dẫn mà các bạn thất bại, các bạn cũng đừng giận mình, đừng quên đăng ký kênh. Các bạn hãy thử xem video của mình 2-3 lần nữa rồi làm y chang của mình. Nếu như thất bại, các bạn hãy comment cho mình biết để mình có thể giải đáp, chứ các bạn đừng giận mình. Rồi, để chuẩn bị kết thúc video này, mình sẽ cho các bạn xem một số hình ảnh mà mình đã chụp lại từ máy của bạn mình nhé. Thì máy của bạn mình bữa nay lại tiếp tục bận nên mình lại có thời gian chụp lại những cái bức ảnh đó. Thì hôm qua mình mới chơi tức thì luôn, chơi lại cho các bạn để các bạn khỏi nôn nóng nhé. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem một số ảnh các bạn đề xuất. Sau khi các bạn đã thành công rồi thì coi như các bạn đã hoàn thành 100% 45 màn chơi event trong BVZ2 Live 9.4. Thì ở đây các bạn sẽ có 3 cái hình này đây, và mỗi cái là 15 màn chơi. Các bạn sẽ có tổng cộng là 45 màn chơi. Thì đây là cái hình mình chụp từ máy của bạn mình. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục cho các bạn xem một cái ảnh nữa. Rồi, sau khi các bạn đã chép 15 màn chơi mod vào mode day trong BVZ2 Go thì các bạn sẽ thấy đó. Đó, thì chúng ta sẽ chép tổng cộng là 15 màn chơi, nhưng ở đây nó sẽ chép lộn xộn. Thì ở đây là Carnival D20. Ở đây thì mình cũng đã chụp từ cái máy của bạn mình. Do đó các bạn hãy ủng hộ mình, giúp mình ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh phân tích game BVZ2 nhé. Và nhớ, nếu bạn nào thất bại, các bạn đừng giận mình, đừng quên đăng ký kênh, hãy comment xuống phần bình luận cho mình biết để mình có thể giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Và lưu ý một điều nữa, đó chính là khi các bạn xem video của mình, các bạn nghe cho kỹ để không bỏ sót những chi tiết nào nhé. Và thêm một điều nữa, đó là các bạn khi đăng ký kênh của mình mà các bạn thấy có một số video mà không hay, các bạn cũng đừng giận mình, đừng quên đăng ký kênh, hãy comment xuống phần bình luận video cho mình biết để mình có thể khắc phục những video mà mình đã ra là không phù hợp. Còn nếu như mà những video nào mà các bạn cảm thấy hay thì cũng đừng ngại hãy cho mình một like. Còn nếu bạn nào đã đăng ký kênh thì các bạn cũng có thể kêu các bạn của các bạn xem video của mình. Nếu hay thì cũng hãy cho mình một lượt đăng ký và like để mình có động lực ra nhiều video hay hơn nhé. Rồi xin chào ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn thành công và chơi game vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.